cá nhà. Bây giờ tụi Huyền đi câu cá chơi nha các bạn. Alex dắt xe đạp vô qua bên đây cất đi con. Đùng quá. Hôm nay ra đây gió quá các bạn ơi. Ồ, hôm nay tụi Huyền ra tới bến tàu thấy gió ghê luôn á. Hôm nay là mấy cái tàu buồm chạy nhiều nè. Gió quá. Ở trong nhà ít gió mà ra đây gió nó hù 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 quá cả nhà. Ồ, Huyền thấy cái cảnh này đẹp quá cho nên là Huyền quay lại cho cả nhà xem nha. Hôm nay á là hội những cái người mà ra buồm á các bạn, ra đây cái người ta cứ chạy vòng vòng ở chỗ này nè. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở đó. Nhìn đẹp lắm. Nè cả nhà. Ôi, nhìn trong đây tới thui không biết quay rõ không ta. Rất là đẹp ha. Năm nào cũng vậy các bạn, năm nào người ta cũng ra người ta chạy vậy nè. Hôm nay tôi Huyền hơn, tôi Huyền đi ra đúng. Đó, mình quay gần này nha. Quay mình vô với bườm chứ, đẹp quá anh. Bườm phía sau lưng Huyền đó các bạn. Huyền đeo mắt kính vô cái nhìn không thấy rõ, không biết quay có rõ cho các bạn xem không nữa. Wow, trong xanh đã quá nè, trời quá trời nhiều luôn kìa. Người ta chỉ chạy vòng vòng ở đó thôi á các bạn. Đẹp lắm. Đó, đẹp không các bạn? Wow, ta chào mình nữa kìa. Rất là đẹp luôn. Ở người ta chạy tới đây xong rồi người ta hoành lại các bạn. Bên đây Huyền có một chiếc nữa nè. Ở ngoài đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp lắm luôn á. Cái chiếc này nó chạy qua hồi nãy chào nè, bây giờ chạy ngược lại. Anh Hùng dính cá rồi các bạn. Vậy hả? Chừng họ lạnh vô thay đồ kia nha. Rồi. Ồ, cá xay lúc nào cũng là cá xay. Ừ. Ấy. Anh là toàn cá xay không à. Anh bỏ á, anh kéo lên, anh cà quơ nó rớt lại. Đúng rồi. Sao vậy trời? Chính là anh cho vuột nữa đi. Ồ. Giống cá rô nữa cả nhà, coi nè. Giống con cá rô y chang hồi bữa con cá của Alex câu rồi em thả lại á. Cá rô phi quá ha. Nó luôn á. Quay chỗ cá rồi quay mẹ anh chị. Quay đứng yên nha con. Ê cá xay. Cá xay. Cá xay bự dữ. Đây đây anh ấy luôn. Alex quay đừng có rung rơn nha con. Giỏi Alex quay nha cô chú. Ủa, mấy cá xay này ngon nè. Đứng yên chỗ. Cái xô không lấy lên. Alex bận áo vô đi con. Ồ cá xay bự các bạn. Múc nước vô. Cá đó kho ngon á. Có bạn kêu Huyền làm khô á. Bên Huyền ngặt cái không có nắng các bạn. Nếu Huyền làm khô là Huyền phải sấy nó bằng điện. Đó đây nè. Có thắm chín rồi, có thắm chín rồi. Ú, cá xay. Cá xay. Ở đây là nguyên một bầy cá xay luôn á các bạn. Hai con nè. Mấy bên đây mình câu mà nhiều dữ lắm luôn nè cả nhà. Uống luôn luôn cơ. Sao, ngồi lại uống đi. Nè, có một thôi, hai ngồi nữa thôi. Ở đây là cá nhỏ nhỏ như này nó nhiều ghê nha cả nhà. Uống bằng cùng tay Alex. Ừ, mà cá này khoai ngon dữ lắm luôn á. Chiên xả ớt. Ừ, chiên xả ớt cũng rất là ngon. À, bây giờ mama với Alex coi ai dính trước nha. Ủa nhanh vậy đó hả? Trời ơi. À, cô thấm ra đây phái nha. Ủa cá xay nữa nè. Nè cả nhà. Chào cả nhà coi nha.
bự ghê không? Thật ra nó cũng bự lắm á nha, chứ nó không phải nhỏ đâu. Đó. Bự lắm á. Dạ. Hôm nào để Huyền, Huyền sẽ làm cá khô á. Ôi trời ơi, nó nhăn quá. Còn mồi nữa. Dạ, còn mồi. Lát nó giật nè. Lát đem cả cái này ra, nó dính cá tùm lum không có được. Đem vô. Đúng rồi, nó hôi nha, thúi á. Đem đây hôi lắm. Dạ, đem vô đây nó dậy. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Bữa Alex câu giỏi lắm mà, sao bữa nay cái giật giật vậy? Phải ngâm á, ngâm giống mama nè. Giống như mình ngồi, giống như mình ngồi hồ nha, nha các bạn. Mình chỉ thầm xuống này thôi. Có bia uống rồi nha. Nè, thấy giật rồi nè. Đó, 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 đó. Giật rồi đó em. Đó, đó, chủ. Dính rồi, dính rồi. Chưa, chưa. Hơi nắng mà uống đi. Dính rồi hả? Dính lại nữa rồi cả nhà. Nặng à. Nặng à nha. Cái bánh dảnh. Cá rô đó nữa nè. Ở trong này cũng có nè cả nhà. Đây nè. Bự ghê không? Cá này nè các bạn. Cá này nó màu xanh là cái thịt nó cũng màu xanh nha. À. Ngộ lắm, cá này nó có nhiều màu lắm, nó có màu cam nè, màu xanh nè. Mà ngộ lắm cái vảy. Ủa sao trong này cá đây nhiều quá vậy? Cái gói này em đem lên trên. Này cả nhà. Alex cũng dính được con giống con thấm nữa nè. Mình đứng ngược nắng ha, cho nên không có thấy rõ. Đây nè. Alex giỏi quá. Úi trời trời, nó văng mũi gì. Cái rô phê. Ôi vậy cá này về làm chả. Ở đây trong này cũng có cái này nữa nè cả nhà, thấy chưa? Vậy là không cần chạy đi xe rồi. Ừ. Kêu ông cá thu ra đây. Đúng rồi. Mấy ông nào cá thu cũng nói với tụi Huyền là ổng mua có đem tôm theo ổng câu cá này nữa nha. Nè cả nhà thấy nó bự không? Cũng bự lắm á. Có hỏi thăm ổng là ổng có câu được không các bạn? Định bữa nào rủ ổng đi Huyền với ổng câu. Có như thế nào ha? Một mình ba cần luôn hả? Chắc hết mồi rồi. Hết mồi. Mà chó hai mồi luôn. Còn mồi mà. Trước mặt mình là có những cái chiếc dây bùm nè cả nhà. Chắc giống mà. Không, còn đó. Ê, con bà dảnh. Bánh dảnh này cả nhà. Dạnh. Cái dẹp. Cái dẹp. Dẹp lép luôn á. Còn Alex sao rồi? Sao hết mồi hoài vậy Alex? Để chúng nó mãi luôn. Trời ơi, nó nhảy ra. Để chúng mình xuống kiếm ông chỉ coi. Nó lâu. Tôm này cả nhà. Đó, chiều chiều ra đây ngồi không mát rồi kiếm cá về làm chả.
rỉa quá trời đó. Ôi. Bự á. Cá gì đây trời, cá mập. Nặng không? Thấy nặng không? Nặng không vậy? Úp 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 trời. Con cá sấy nó bự dữ vậy hả? Cá sấy nó bự ghê nè. Giỏi giỏi lắm con, khéo từ từ nha. Rồi, bà ba đang quay cho cô chú coi nè. Hình như bà ba thấy cái con nó cũng bự lắm à. Là cá. Rồi. Alex tự quyết định nha, tự làm lấy nha. Bà ba không có giúp đâu, bà ba đang quay cho cô chú coi nè. Đàng hoàng con. Trời ơi, cá rô nữa cô chú ơi. Cả nhà ơi, cá rô nữa nè. Thôi đừng có mò, để chút mò mò lên. Cầm cái kìm theo không? Không hả? Không có cầm thêm cái kìm hả? Không. Hả? Không sao rồi được. Ok. Trời, con cá Martin hồi nãy nó bự ghê hả? Dạ. Có cá Martin không? Cá Martin đó. Con cá nó đang hết mồi luôn rồi nè. Đây nè. Trời nó hơi gió nha cả nhà, có thể cả nhà coi mà nó nghe dù 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 đó. Nghe tiếng gió thổi đó. Nó rỉa quá trời đó. Cả nhà xíu. Cũng cá Martin luôn mà nhỏ xíu mà cả nhà. Không phải Martin, cái say hả? Chuyên nghiệp quá. Mẹ thích coi con cá đó. Mẹ hả? Mẹ có kêu nó đi con cá nó đi. Cả nhà thấy không, cái này nó cần nhiều hơn là cái hồ gì ở Việt Nam đó em, mình mua vé vô câu đó. À, có một lần mình về ở Cần Thơ mình cũng đi vô mấy cái hồ người ta bán vé, mình ngồi mình câu cá đó cả nhà. Trời ơi, thấy nó đâu có ăn gì đâu. Này là mình quay thẳng luôn này nha, chứ không có pause ha. Đó, để cho cả nhà coi nè. Thử bao lâu nha. Ở đây nó cũng sâu lắm, thả dây râu. Ở đây thì hình như hồi bữa anh đo trong cái máy của anh nó để là 18 mét. Nó hơi xa. Tập biệt anh quay sát nè. Sát cho cả nhà coi nè, mới thả xuống đây nó rỉa rồi hả? À. Đó, mấy con cá này thì mình câu sát đất luôn nha cả nhà. Nhất là mấy con cá bệnh rảnh á, nó nằm ở dưới đất không à. Màu tôm, màu tôm là nhạy nhất luôn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, đó, đó. Dính chưa? Dính chưa? Chưa. Alex bên này hơi dở ha. Mấy bữa Alex câu giỏi lắm mà. À, dính được hai con. Thường thường ở đây mình đi câu là một là chiều, hai là sáng sớm nha cả nhà. Chiều thì khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều là nó mới bắt đầu nó ăn. Ôi trời ơi, cái câu, cái càng câu của em kìa. Ui 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 ui. Dạ. Dính rồi. Đó cả nhà thấy không? Ở Việt Nam mình vô hồ câu thì nó không có nhạy như vậy đâu. Ở đây thì nó nhạy hơn nữa nè. Trời ơi. Đó, cái nhà thấy chưa. Cá ở đây nó nhiều ghê luôn á. Cá loại đó đó. Nó nhiều dữ luôn. Nè cả nhà. Thịt không à các bạn. Ngon lắm. Rồi xác lại. Chết rồi. Rồi kỳ vậy. Nó dậy. Alex bữa nay không có nhậm bằng mama, mama, mama để yên à. Còn của Alex cứ kéo lên kéo xuống. Em muốn đổi mẹ. Anh Hùng ghiền quá, ảnh cũng xuống anh câu luôn rồi. Quá ghiền rồi. Quay hồi điện thoại gần sắp hết pin luôn rồi, hồi lấy điện thoại anh Hùng quay. Nó nhiều quá cho nên cũng ghiền, nó làm cho mình cứ ghiền này cái nhà. Dạ. Còn mồi luôn nè, thấy không? Ừ. Sao mà nhận rồi nha. Tới anh Hùng rồi, tới anh Hùng rồi. Ồ, cá xay tiếp. Ồ, cá xay không à cá nhà. Thôi nha. Hình như anh chỉ được cá đó rồi.
Thì ở đây có loại này chứ mấy. Với lại con cá mặt tim. Nói anh á, còn em với Alexi hoặc dính được những con cá khác. Ba, chắc ba thua. Ngon. Cá này chắc nếu mà ăn không hết á, Huyền làm chả hoặc làm khô các bạn. Ai chắc. Anh không dính nữa rồi. Ôi. Cá xay không? Cá xay không à? Alex qua đây câu cá xay với ba này con. Cá rô phi vậy? Ê, đưa xét vô đây nè. Âu. Chán anh quá à. Âu, nó trơn dữ vậy ta. Ê, trời, nó trơn dữ vậy trời. Ê, trời. Hai cho con Alex à. Có không? Sao kéo cái dữ vậy? Cái con câu Alex nó muốn hư rồi. Ồ, anh Hùng muốn hỏi câu này vui lắm các bạn. Ôi, giờ Alex dính con cua nữa. Ê, rớt rồi. Ồ, có mú đỏ. Alex dính con cua nữa trời, vụt rồi. Cua nhiều lắm nha cô chú. Ồ. Bữa nào mình lấy cái lồng ra bên đây mình thả. À, cua nó nhiều đó, nó. Ủa, nó dính cua nữa ta. Ừ, nó mới dính phải không cả nhà? Có khi ai mà câu cá mà dính cua. Coi chiếc cốt nha mẹ. Dạ. Ở lát dính nữa hay gì vậy? Sao thấy nặng như vậy? Dính lại, ơi dính con cua. Ảnh rớt con cua bây giờ, ảnh thảy cái cần câu xuống nó dính lại con cua các bạn. Đây nè cả nhà. Alex hay thì chứ. Alex làm rớt xong cái Alex lấy cái cần câu Alex bỏ xuống Alex quậy kéo. Sao Alex giỏi vậy Alex? Ừ. Thôi cô Thắm bứt lưỡi luôn rồi. Vậy là đi về luôn được rồi đó. Thôi đó, ở được iPhone luôn. Đâu dở ra coi cho cô chú bữa nay nhiều không? Hồi nãy giờ mình ra đây mới gần tiếng rồi cô chú. Gió quá. Ừ, chật đổ cái đó luôn quá. Ừ. Đổ luôn đi. Wow. Cũng gần xô như giỡn hả? Ừ. Cũng một xô này cô chú. Vậy được rồi. Dạ. Đi vô. Bữa nào muốn ăn cá tươi thì xuống à. Ờ, giống như Châu kể, Châu có ông cậu hay gì đó. Ừ. Cái sáng trước khi ông đi làm, ông đi câu trước rồi ông ăn cá tươi thôi, ông không ăn cá lông đá nha. Ông đi câu đủ ăn xong ông vô ông đi làm. Xiên lắm. Thì mình đi chơi giống mình thôi. Dạ. Nè rồi, ok, bây giờ đi. Cá này cũng là cá khác của cá xay nữa nè. À, cá này mắt nó bự hơn ha. Cá mắt bự nè. Cá mắt to, mắt thô lỗ à, lấy thích đó. Cá này khác nè, đúng rồi. Để đổ ra. Cái này anh bỏ tôm này luôn. Chứ bữa nào cầm cái lồng xuống đây quá. Đó, bây giờ cá nó lại nó ăn free nè, nó ăn khỏi dính cái câu nè. Rồi, để mình câu ở đây thì câu xong mình xịt cho nó sạch hết nha cả nhà. Nè, một tiếng đồng hồ mình vô đây là quá rồi. Nè. Ngon chứ bộ. Ok, hẹn cả nhà. Mấy bữa trước có Huyền câu cá này nhiều lắm. Hôm nay thì Huyền câu nó hơi ít. Có con một à. Bữa lại nãy giờ gió mà câu mà hơi rút quá các bạn. Gió, bữa nay hơi gió quá. Thôi mình dọn dẹp. Mình dọn dẹp cả nhà ơi.